Tập đoàn Công nghệ CMC được thành lập từ năm 1993, trải qua hơn 24 năm xây dựng, phát triển và mở rộng để trở thành một trong những công ty công nghệ thông tin viễn thông lớn mạnh hàng đầu Việt Nam với hơn 2.000 nhân viên. Năm 2016, tổng doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn là 4.384 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 187 tỷ đồng. CMC luôn lấy công nghệ làm năng lực cốt lõi cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển thị trường. Tập đoàn hiện có 10 công ty thành viên bao gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn tích hợp hệ thống CMC SI Hà Nội, Công ty CMC SI Sài Gòn là hai công ty tích hợp hệ thống hàng đầu Việt Nam về giải pháp công nghệ thông tin cho các cơ quan chính phủ, ngành tài chính ngân hàng, giáo dục và đào tạo. Doanh thu của lĩnh vực tích hợp hệ thống năm 2016 là 2.024 tỷ đồng. Công ty cổ phần an ninh an toàn thông tin CMC InfoSec. Với những chuyên gia hàng đầu về an ninh mạng tại Việt Nam, cung cấp các giải pháp bảo mật với tiêu chuẩn quốc tế. Mảng dịch vụ viễn thông với công ty cổ phần hạ tầng viễn thông CMC Telecom, top 4 doanh nghiệp viễn thông Internet hàng đầu Việt Nam, cung cấp giải pháp viễn thông tổng thể cho doanh nghiệp, kết hợp dịch vụ ICT, mô hình One Stop Shop. Năm 2016, CMC Telecom nằm trong top 25 nhà cung cấp dịch vụ viễn thông triển vọng nhất thị trường châu Á-Thái Bình Dương. Doanh thu của lĩnh vực viễn thông năm 2016 là 1.252 tỷ đồng. Dịch vụ phần mềm của CMC với hơn 20 năm kinh nghiệm, dẫn đầu về giải pháp ngành cho khối ngân hàng, bảo hiểm, giáo dục, chính phủ và đứng top 5 dịch vụ gia công xuất khẩu phần mềm. Hai đơn vị đại diện của mảng này là công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp phần mềm CMC Software và công ty cổ phần liên doanh Cyber CMC với Cyber Hoa Kỳ. Trong lĩnh vực sản xuất và phân phối, tập đoàn CMC có hai công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại CMC PNT và công ty trách nhiệm hữu hạn máy tính CMS. Hướng đi chiến lược của CMC từ năm 2017 là CMC Go Global. Tập đoàn CMC vừa ra mắt công ty trách nhiệm hữu hạn CMC Global, kịp thời nắm bắt xu hướng chuyển dịch toàn cầu về xuất khẩu phần mềm, hướng tới mục tiêu đầu tiên là thị trường Nhật Bản. Với tình yêu và niềm đam mê, tập đoàn công nghệ CMC không ngừng phấn đấu để trở thành tập đoàn hàng đầu khu vực trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông. Đúng theo tầm nhìn của hai người sáng lập là Cố Chủ tịch Hà Thế Minh và Chủ tịch Tổng Giám đốc Nguyễn Trung Chính, hướng tới tương lai số. Bằng phương pháp không ngừng sáng tạo và đổi mới trong nghiên cứu ứng dụng các giải pháp công nghệ cao, tập đoàn CMC xây dựng mô hình doanh nghiệp sáng tạo với sự kết nối giữa sáng kiến và đầu tư. Tập đoàn hiện có trung tâm sáng tạo CMC Innovation Center, Viện Nghiên cứu ứng dụng công nghệ CMC, Quỹ đầu tư sáng tạo CMC và Trung tâm phát triển nguồn nhân lực CMC nhằm khơi nguồn cảm hứng và đào tạo nhân viên. Hướng đến sự chuyên nghiệp, hoàn thiện trong từng sản phẩm và dịch vụ, CMC cam kết sẽ mang lại giải pháp tốt nhất và hiệu quả nhất, đem lại sự hài lòng cho khách hàng và đối tác. Bên cạnh đó, tập đoàn CMC cũng rất chú trọng vào sự phát triển của mỗi nhân viên, xây dựng tình đoàn kết, đồng đội gắn bó như một gia đình lớn. Ở CMC, con người là tài sản quý giá nhất. Hành trình phát triển của CMC dựa trên tinh thần ấy để luôn đổi mới, sáng tạo, bắt kịp xu hướng và cháy hết mình cùng nhiệt huyết công nghệ. Tập đoàn CMC cũng đã nhiều lần vinh dự đón nhận bằng khen, giấy chứng nhận của thành phố, các bộ, ban ngành, hiệp hội, huân chương lao động hạng 2 do Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trao tặng năm 2010. Tập đoàn công nghệ CMC đứng thứ 151 trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và đứng thứ 32 trong top 500 doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Việt Nam. Trước làn sóng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tập đoàn công nghệ CMC đã và đang có những bước lột xác để thay đổi cùng thời cuộc, hướng tới kỷ nguyên mới cùng đất nước và thế giới. CMC hướng tới tương lai số.